con có một bạn hỏi là hình như là cái câu hỏi này cũng có trong cái số lần đầu tiên mình quay nhưng mà tại vì không release được cho nên cũng còn nhiều bạn thắc mắc đó. Cái bài nhạc một trong những bài nhạc nào được gọi là nhiều người biết đến của Đạt nhất thì là bài Con Đồ Trên Con Đò. Thì có bạn hỏi là cái hoàn cảnh sáng tác bài đó như thế nào. Câu này cũng cũ nhưng mà có thể là chưa có nhiều bạn nghe được. Còn nhớ hôm đó là cái khoảng thời gian đó là những ngày Tết. Tại vì trong cái đoạn 20 giây đó em viết trong mấy ngày mà trong mùng á. Em chạy từ đây xuống quận 12 đường Nguyễn Văn Quá. Xong rồi đi qua quốc lộ 1A xuống nhà máy bia. Là xuống cái chặng đường đó là em cứ nhẩm đi nhẩm lại. Ban đầu là tính viết nó 10 giây thôi. Xong rồi thấy mình viết nó được 20 giây. Ê, mới thấy mình viết nó được 15 giây. Mới kéo lên 15 luôn. Giây xong cái tới 20 giây. Có bao giờ khi mình vừa đi mình vừa luôn lẩm bẩm nhạc có bao giờ bị gây tai nạn giao thông chưa? Dạ không anh. Không à. Chỉ có điều là phải đeo khẩu trang thôi. Nhiều khi nó bẩm cái người ta phát hiện mình đang nói chuyện mình. Có thể ở đây em có thể đọc lại cái đoạn 20 giây đúng không? Tại anh cũng chưa bao giờ được coi em like cái đoạn đó luôn á. Không phải. Không, gắng lên. Em thử. Challenge. Đã có đoạn phát lô trong cái vài con đường trên con đỏ cậu. Ok. Nhạc tao mang theo sơn qua nơi âm u đường vắng, qua nơi khu từng trắng. Và mẹ tao thường mắng là tao mà hay đâu chơi đi mày mày tao mà không mày tao mà đời này bán cho tao đam mê bởi tao mừng cao quên tao mừng tao mừng cái đời ba mình tao mừng tao mừng cái đời quên đi thì mày tao luôn luôn được phát âm thanh vì đời quen tao cũng trung tâm này còn người ta biết được bên nhau bởi tao bên nơi có tụi mình tao mừng tụi mình đây bên đây đi cái đang theo mà thời gian nó có thể sống với tao bên tao quên trong môi trường tụi bước tao quên trong môi trường tao bước tao bước tao bước dù như người ta đang có bên nhau được ra bên đây đang mang đây tụi mình thấy của mình chính cái khác cái đời mình khác nên mọi thứ mình sẽ khác tao từ sau mình bắt đầu tao có bao giờ muốn một lần thấy mày mình vắng nha. Yeah. Đơn giản đó.